quý vị khán giả, ngày 6 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 đã thông qua luật tiếp cận thông tin. Luật tiếp cận thông tin số 104 năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản quan trọng của công dân, Đảm bảo thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân là điều kiện cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, làm tăng tính hiệu quả, minh bạch và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, đảm bảo sự công bằng, dân chủ và tăng cường trách nhiệm của công dân, góp phần thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về mở rộng dân chủ, bảo đảm quyền công dân, quyền con người, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền dân chủ, nhất là dân chủ trực tiếp, tạo tiền đề thực hiện các quyền tự do dân chủ khác của công dân được hiến pháp năm 2013 ghi nhận. Về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin. Tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân được hiến pháp năm 2013 ghi nhận, một quyền nền tảng và quan trọng để bảo đảm thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của công dân. Cụ thể hóa quy định của hiến pháp luật tiếp cận thông tin quy định nguyên tắc mọi công dân bình đẳng không bị phân biệt đối xử trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin luật quy định nguyên tắc thông tin được cung cấp phải chính xác đầy đủ việc cung cấp thông tin phải kịp thời minh bạch thuận lợi cho công dân đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật Bên cạnh đó, nhằm quán trị và thể hiện rõ nội dung và tinh thần của Hiến pháp năm 2013, về trách nhiệm của nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền cơ bản của công dân. Luật tiếp cận thông tin quy định nguyên tắc việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định và chỉ được thực hiện trong các trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác. Ngoài ra, để đảm bảo mọi công dân được tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc thực hiện quyền của mình, nhất là đối với các đối tượng có điều kiện khó khăn, luật tiếp cận thông tin quy định nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thực hiện quyền tiếp cận thông tin. chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Về cơ bản, mối quan hệ trọng tâm trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin là mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Bằng việc công khai cung cấp thông tin, cơ quan nhà nước thực hiện trách nhiệm giải trình trước nhân dân những vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mình. Thông qua việc tiếp cận và có được thông tin, ngoài việc sử dụng thông tin nhằm trực tiếp phục vụ cho các nhu cầu của mình, công dân còn có thể tham gia có hiệu quả hơn vào quá trình hoạch định và thực thi chính sách pháp luật. Ngoài những giá trị cơ bản như vậy, tiếp cận thông tin còn có thể mang lại những tác động tích cực mang tính rộng lớn tới toàn xã hội và lợi ích của tiếp cận thông tin không chỉ dừng lại trong khuôn khổ mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Chính vì thế, khi xây dựng luật tiếp cận thông tin, nhiều quốc gia đã quyết định mở rộng quyền tiếp cận thông tin đối với cá nhân, trong khi nhiều nước khác chỉ trao quyền này giới hạn trong phạm vi công dân và có quy định ngoại lệ về tiếp cận thông tin đối với người nước ngoài, người không quốc tịch. Ở nước ta, Hiến pháp năm 2013 ghi nhận quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản của công dân, cụ thể hóa quy định tại điều 25 Hiến pháp năm 2013. Công dân có quyền tiếp cận thông tin. Luật quy định chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin là công dân, bao gồm cả công dân Việt Nam đang định cư ở nước ngoài. Quyền tiếp cận thông tin của công dân bao gồm việc tự do tiếp cận các thông tin do cơ quan nhà nước công khai yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin và sử dụng thông tin phục vụ các nhu cầu cụ thể của mình. Đối với người nước ngoài, luật tiếp cận thông tin không quy định họ cũng được thực hiện quyền tiếp cận thông tin một cách đầy đủ như công dân, nhưng được tiếp cận thông tin cơ quan nhà nước công khai và yêu cầu cung cấp thông tin trong một số trường hợp cụ thể. Bên cạnh quy định nguyên tắc chung về chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin là công dân, Luật tiếp cận thông tin còn quy định cụ thể việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của nhóm đối tượng là người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi. Theo đó, những đối tượng này thực hiện quyền tiếp cận thông tin qua người đại diện theo pháp luật, người giám hộ, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Ngoài ra để tạo thuận lợi tối đa cho công dân yêu cầu cung cấp thông tin, đồng thời giảm tải cho cơ quan nhà nước trong việc cung cấp thông tin cho nhiều người có cùng yêu cầu cung cấp thông tin. Luật tiếp cận thông tin của quy định công dân có thể yêu cầu cung cấp thông tin qua tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp của mình. Trong trường hợp nhiều người của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đó cùng có yêu cầu cung cấp thông tin giống nhau, theo khoảng 2, điều 36. Quy định này một mặt tạo thuận lợi cho công dân không phải tốn thời gian để thực hiện yêu cầu tiếp cận thông tin. Mặt khác cũng tạo thuận lợi cho cơ quan nhà nước cung cấp thông tin giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin của từng người. Trong quá trình xây dựng luật tiếp cận thông tin, có ý kiến cho rằng báo chí là cơ quan có nhu cầu tiếp cận thông tin lớn, đồng thời là cơ quan truyền tải thông tin tới đông đảo quân chúng nhân dân. Do vậy, đây là chủ thể có quyền tiếp cận thông tin theo quy định của luật tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, hoạt động của cơ quan báo chí hiện đang được điều chỉnh bởi luật báo chí, trong đó có những quy định riêng, hết sức chặt chẽ và đầy đủ để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến hoạt động báo chí, gồm những quy định liên quan đến việc nhà báo tiếp cận thông tin để phục vụ cho tác nghiệp báo chí trách nhiệm của cơ quan tổ chức có liên quan trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà báo, báo chí. Do vậy, luật tiếp cận thông tin chỉ quy định các vấn đề liên quan đến việc công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin để phục vụ cho mục đích cá nhân. Trường hợp nhà báo tiếp cận thông tin phục vụ cho tác nghiệp báo chí thì được thực hiện theo quy định của luật báo chí. biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo miền núi dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Cụ thể hóa nguyên tắc của luật tiếp cận thông tin, nghị định của chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật tiếp cận thông tin quy định các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi để người sinh sống ở khu vực biên giới hải đảo miền núi dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin gồm Thông qua trang cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước nếu có, thông qua hệ thống phát thanh truyền hình và các hệ thống truyền phát tin khác của địa phương. Các chương trình phát thanh truyền hình tiếng dân tộc và các phương tiện thông tin đại chúng khác tại địa phương. Xây dựng tài liệu chuyên đề tờ rơi ấn phẩm, trong trường hợp cần thiết và khả thi thì có thể được chuyển tải bằng ngôn ngữ dân tộc. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt cộng đồng để chia sẻ thông tin cho công dân, chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động cung cấp thông tin cho các khu vực biên giới hải đảo miền núi dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Lồng ghép hoạt động cung cấp thông tin trong các sự kiện văn hóa chính trị của cơ quan địa phương, trong kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, truyền thông các chính sách mới của các cơ quan nhà nước trên địa bàn. Tăng thời lượng truyền phát bản tin đối với loại thông tin liên quan đến cơ chế chính sách của người dân sinh sống tại khu vực biên giới hải đảo, miền núi, dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Căn cứ và loại thông tin, Đối tượng cần cung cấp thông tin cơ quan nhà nước trên địa bàn quyết định lựa chọn một hoặc các hình thức cung cấp thông tin công khai rộng rãi hoặc các hình thức khác phù hợp với khả năng tiếp cận thông tin của công dân. Cơ quan cung cấp thông tin phải bảo đảm các hình thức cung cấp thông tin theo yêu cầu phù hợp với khả năng tiếp cận của người yêu cầu cung cấp thông tin và điều kiện thực tế của cơ quan. Bố trí cán bộ công chức hướng dẫn giải thích cho người yêu cầu cung cấp thông tin tăng cường cung cấp thông tin và tạo thuận lợi cho công dân tiếp cận thông tin bằng hình ảnh, video và các phương tiện nghe nhìn khác. Các cơ quan nhà nước tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức cá nhân nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào việc xây dựng hệ thống thông tin công cộng, nâng cấp đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, dùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật liên quan. Các khán giả thân mến chương trình giới thiệu văn bản pháp luật của đài phát thanh và truyền hình tây ninh xin tạm dừng xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ sau